Hôm nay mình đi một đầu đỏ trống, một đầu đỏ mái, một bích cô mái và một bích cô trống và một cái con chim trầu màu nữa gì. Nhưng mà mình treo trầu màu lên rồi. Đó, trầu màu mình đang hót các bạn. Sáng thay lẽ mình giờ này cũng còn ngủ nữa, chưa chưa đi bẫy chim nữa, đang thao thức á, cử khoảng 6 giờ mấy, gần 7 giờ á, 6 rưỡi á, thì mặt trời hé nắng lên rồi, nắng cũng lên cao rồi ha. Cái mình nghe con họa mi của ai sổng á, họa mi nó hót ở trước nhà mình sùm luôn, cái làm mình không ngủ được. Cái mình đi ra mình quên mở cái tiếng máy máy xì á các bạn, mở xì xì cho nó giữ chân nó lại, nó qua đi không bỏ đi luôn. Mình cũng có họa mi nữa nhưng mà cái lục này nhỏ quá, không biết bẫy được được họa mi không. À, cái mình nghe họa mi nó xì nó hót sùm á, cái mình thức luôn tới giờ luôn rồi, mình đi bẫy chim luôn luôn các bạn, bây giờ kia bẫy chim luôn. Họa mi đã ghê, hót đã ghê, phải mình bỏ cái tiếng máy xì là mình giữ chân nó lại rồi. Nó tạt ngang qua chắc của ai sổng. Ở cái vùng mình không có họa mi, toàn nuôi sổng không à. Phải có điểm dừng nữa bạn, không biết nó dừng ở điểm nào. Đi khu vực mình ở đây lúc này cây cối người ta khai phá rồi, người ta làm nhà ở hết rồi, cho nên
Chứ mà chim nó tạt ngang về không định hướng được. Chứ mà nó định mình định hướng được nó ở ở chỗ nào là mình đi mình bẫy được. Giờ mình lên ra đầu đỏ các bạn. Các bạn ra đầu đỏ các bạn cần thiết là ra ra cái con mái trước ha. Để mà đừng có treo trùng cũng được. Mình ra con mái được rồi, mái đầu đỏ ha. Chim này đó các bạn lên ra chim á, các bạn ra theo cái kỹ thuật của mình đó là chim nó lên mồi. Còn các bạn treo một lượt hai con lượt là nó thấy với nhau là nó không có kích thích được. Khi các bạn treo con mái lên thì bắt các bạn treo con trống ở gần ha. Này chủ yếu là mình đi giật giật lục giật rừng cho nó thôi các bạn, chứ mình cũng không có đi bẫy nữa. Tức là bây giờ cái lượng chim nhà mình rất là nhiều rồi, chứ mà mình không bẫy nữa ha. Chứ mình đi tập cho nó quen với lại cái cách đánh bẫy thôi, rồi về nhà anh em muốn làm gì anh em làm thôi. Chứ chim mồi thật sự là mình đi đánh thường xuyên á thì mình mới có chim mồi, còn mà nếu mà mình ở nhà không thì không có chim mồi. Chủ yếu là mình đi tập tập vậy á, rồi để cho mọi người khi mà anh em chia sẻ về chơi với nhau á, vì mua về chơi á thì nó sẽ tốt hơn thôi. Thì khi mà các anh em mà gài bẫy cái lục vậy đó thì anh em cần để ý là khi mà vươn lên thì nó sẽ có thể là nó vướng vào cái cây kim khi mà đập xuống ha. Cái đường này người ta đang vô rồi. À, đi tập chim á. À. Ở đây thì ít có người nuôi đúng không ạ? Hồi xưa thì có một người nuôi, giờ đang không có nuôi nữa. Mình treo lên rồi các bạn. À, chút nữa nó hót rừng mình quay cho anh em coi ha. Mình gọi con Wigo bỏ đường lại rồi. Thank you.
mới bắt bỏi lần đầu tiên các bạn. Nó cắn rồi nó sợ nó buông này. Lụm luôn cả hai trống luôn, một trống một mái luôn các bạn. Nó cũng mái đằng kia luôn các bạn. Mái đây luôn rồi các bạn. Mái tơ. Hai con luôn các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình ha. Mến chào và hẹn gặp lại. Cước rồi dính rồi các anh ơi. Nó ra được một cọng đu đen rồi. Chìm. Chống chìm các anh ơi. Dữ ghê. Con có đu đen rồi. Mình bẫy đầu đỏ xong mình bẫy ảnh. Cước rồi dính rồi các anh ơi. Nó ra được một cọng đu đen rồi. Chìm. Chống chìm các anh ơi. Dữ ghê. Con có đu đen rồi. Mình bẫy đầu đỏ xong mình bẫy ảnh.